Bình ha, cái hàm của anh vô lúa thì chạy ngay im lắm các bạn, nhưng mà nó ra lúa nó hay kêu quá các anh em, không phải kêu gì nó kêu, nói chung nó cọ bông rồi đó các bạn ơi, bư cọ mỏ rồi đó, gạt 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 chứ không phải kêu cạch 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 nha. Đó, máy này nhìn cũng quá lực các bạn. Bộ hai máy này hàm 95 hết các anh em, nhưng làm giống 100 cho anh em thấy rồi. Kia thì con 70 lút hình như chạy quá nhanh hay lúa quá trúng rồi đó các bạn ơi, hứng không kịp nha các bạn. Thì ảnh chạy cái khu này xong không biết có qua tiếp cái khu của máy kia không á. Nếu mà tiếp được anh em ơi, xem nó sướng lắm nha anh em, hai cái hàm bên mà chạy chung nó sướng lắm các bạn ơi. Hồi đó giờ mình quay mình cũng chưa gặp hai chiếc 70 mà lên hai cái hàm 95 kiểu kiểu 100 này mà chạy chung nha các bạn. Có quay hàm 70, hàm 95 rồi nhưng mà chạy mình lên không các bạn ơi. Hai con chạy chung chắc tốc độ nó mau lắm nha anh em, mấy con này cũng lên tốc độ nhẹ nhẹ vậy các bạn ơi. Ví dụ Muli tắt 25 rồi đó nha anh em. Mà thấy nó chạy nhanh lắm các bạn, nhanh hơn cái máy Gin đó nè. Cắt cứng thì qua cua như bình thường, cắt lúng thì nó hơi nặng đầu. Thì mấy con này nói chung lên này người ta cũng dằn đít lại hết trơn các bạn. Dằn đít lại cho nó nặng đít lại nè. Đó. Hàm này gắn vô con 70 này thì chạy nó hơi nặng. Chứ gắn vô mấy con 93 thì nói chung chạy báo cháy bùi chét nha anh em. Dán vô 93 cái hàm này nó làm bát lên đó các bạn, không làm bát là chạy không được, không có vừa ốc anh em ơi, cát ở đây nó kéo đây là nó kéo khủng đó các bạn, nó kéo qua đây là chở, nếu mà chịu chở là có chiếc cũng chở cái 100 bao dạng như 4 lớp rồi đó anh em. Thì nói chung một đường như vậy thì tại cũng 11 12 bao dạng như nó kéo bự đóng dài. Ở đây thì mấy chiếc này chắc địa phương như vậy anh em ơi, không có chẹt chạy bộ có đâu lại hay là đậu chẹt là chạy vòng vòng á. Rồi đây cảnh ba máy này các bạn, đó đã chưa, thì ba cắt là có sẽ có ba kéo nha anh em. Hai chiếc trước mặt mình gần màn hình nhất là hai chiếc này hàm 95, bên kia là chiếc lút các bạn, chiếc bên kia chạy càng kêu liên miên luôn các bạn, như hình như vậy nhanh cũng không kịp các bạn. Còn bên đây thì nói chung cắt máy xíu xíu nhỏ nhỏ các bạn nè, thì nói chung nó cũng vừa với máy anh hứng rồi, chứ cái này mà chạy hậu ngàn ha, mà đắt không một tấn đồ ha, hứng chắc ná hở các bạn ơi. Qua cua hơi bự chút xíu tại cái hàm quá to, hàm 95 2,5 m anh em, chắc còn 2,4 m, hàm
100 thì 3m thì chắc còn 2m7, 2m8 gì đó các bạn. 2m7 mấy à. Cái hước thì 2m6 mấy rồi các bạn ơi, nó giật ra là 2m7 mấy đó. Con này thì nếu lúc hàm zin thì nó nặng 3 tấn 30 kg. Rồi lên cái hàm này thì nó dắt lên cũng tầm cũng 5-60 kg gì đó các bạn ơi, chắc không nhiều đâu. Tại vì nếu lên bơ thêm có 4-5 tắc nữa anh em thì chắc cũng cỡ đó gì đó các bạn ơi. Nhưng mà máy thì kỹ sư tinh chế cân bằng, mình về gắn hàm này vô thì nặng đầu nha anh em, dẹp lúng thì nó không được, rất là dở. Cái này hình như là mấy cái cục, mấy cái này giống như 60 này các bạn, nhưng là không phải, ta để cho nó, ta để ta làm cái hàng cái đó vô lại, người ta để cho nó nặng đít đó anh em. Rồi còn 1-2 lam nữa xong rồi các bạn ơi. Chiếc kia thì chạy xong rồi các bạn, nãy giờ có cách tiện mua máy anh em, thì chiếc kia chạy xong rồi, chiếc này thì đang chạy một mình á. Hình như hai cái anh này không chỉ chung anh em ơi, tính đợi chạy chung quay các bạn coi cho nó làm sao á. Mà hai anh không chỉ chạy chung mà anh chị riêng không các bạn ơi, chạy chung mà quay nó coi mới đã các bạn. Con nào cũng giống con nấy hết trơn, hai con này một nết một các bạn ơi, một chủ rồi chắc là heo con nết một, có bợ giữa, có quạt hàm to, cái đít cũng giống luôn nè anh em đó, thấy không, con kia với con này gan. Đó, anh kia thì anh lại đó, anh đậu, anh xả bồn, anh cắt khu mới nha các bạn ơi. Cái hàm mà bự bự người chạy mau, máy này cũng giọt quá anh em. Còn gom ra thấy ghê không? Quá mấy con máy binh anh em, bây giờ máy cắt binh cũng ghê lắm các bạn ơi. Rồi, hàng VIP á. Hai này chắc nhập chung lại chạy là hàng VIP luôn các bạn. Ở đây lúc trước mình lên đây mình quay thì có con 70 lút như super đó, chạy hàm 95 nhưng mà không có bợ ra, dưới con 93 tem 100 đó là chạy hàm 95, là lúc đó là đầu tiên là mình quay là được cái hai con đó chạy hàm 95 đó các bạn, là khoảng một năm trước hơn đó. Thì bây giờ mấy giờ 70 hàm 95 cũng rất là đông anh em, quá chạy rồi các bạn. Đây, đang chiến các bạn ơi. Quá rồi thì mình sẽ quay tới đây nghe ngưng anh em. Rồi chiều mình sẽ quay lại, nếu hai này có chạy chung mình sẽ quay các bạn coi, dắt này thì nó chưa chạy chung các bạn ơi. Đó, thì hai này mình phái là cái hàm rất là to, rất là bự luôn. Đó, mà hai chiếc chúng hịch với nhau luôn anh em, như sánh đôi vậy đó các bạn. Máy binh mà như sánh đôi vậy đó các bạn ơi, đã lắm. Cũng máy cam anh em. Đó, hai chiếc thì một nết một, máy chủ một chủ hay gì bên một nết một các bạn. Quá ghê. Thì đây tới chiều nếu mình đảo lại anh có chạy mình tiếp tục quay hai anh chị chung cho các bạn coi, dắt này anh chị riêng nãy giờ mình quay cũng hai ảnh thì nói chung là cũng như là đủ clip cho mình cho các bạn xem rồi đó. Mình cũng quay tầm đủ một máy thì mình quay một clip đó thì cho các bạn xem, nhưng mà nãy giờ mình quay thì cũng đủ clip cho xem rồi, hai ảnh chị chung. Nếu chị chung mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Rồi vậy mình chào các bạn ha. Đó, rồi chào các bạn, chào anh em theo dõi kênh Miền Tây Máy giống như Hồ Duy Hải của mình. Rồi chào các bạn.